15X Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15X Bình Dương nha. Hiện tại thì một cái cơn mưa chiều rất là lớn luôn. Thì 15X sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Hiện tại thì 15X thấy có một cái nhân vật rất là đặc biệt đang đứng che mão cho cậu nha, nhưng mà dưới tình hình này thì không biết sao, tại vì mưa rất là lớn luôn. Đó, mộ cậu thì vắng hoe. Mưa rất là lớn luôn. Đó, như các cô chú các chị thấy ha, một cái khung cảnh rất là vắng luôn nha. Những cái hàng cây. Mưa gió rất là lớn hồi đó, 15X quay lên những cái đọt cây cho tất cả quý cô chú anh chị xem nè. Wow, sắp chớp nữa. Không, hang công lại đầy nước nữa rồi. Anh ơi, có quẹt không? Quẹt thì ai lấy rồi. Còn kìa, thắp lại mấy cái đèn cho cậu anh ơi. Dở được không? Có nước không? Có nước đổ ra mới được. Đây em cầm cho, đem cầm dù cho. Rồi. Đốt mấy cái đèn chống bão cho cậu luôn anh ơi. Đốt mấy cái đèn chống bão cho cậu luôn đi. Đây em che cho. Bốn cái đèn chống bão của cậu á. Rồi đi đi. Có cái đèn này nó không có sợ nước. Rồi qua anh kia luôn anh ơi. Chết cha, em bị kẹt vào đây. Anh lỡ đây nè, anh lỡ đây nè. Em ve vô không được.
đốt hai cây luôn đi rồi mình bỏ lại. Cỡ đèn dài vậy chứ nó đỡ tắt á. Rồi một tay cầm dù, một tay cầm đèn mới được. Đúng rồi. Hai cái đèn ở trên bàn thờ tắt nữa rồi. Cứ để bánh cho cậu đi anh, không sao đâu. Kệ nó không sao đâu. Không sao đâu, không sao đâu. Để lòng cho cậu mà. Để xích xích vô cái đèn á. Đúng rồi, xích vô miếng nữa. Đó. Đúng rồi, nó không có nhiễu. Bên đây luôn anh ơi, đổ nước luôn đi. Bà xã để anh khiêng hết cái dầu ra đây. Xích ra xích ra để anh dạ cái gì kia. Đèn chưa tắt queo rồi. Em đi vô mặc áo mưa đi. Che gì trời ơi, xe quan trọng hay là người quan trọng? Trời ơi, tôi quánh chắc chết quá. Cãi vô mà về nhà bệnh mới nhà. Đi vô mặc áo mưa nhanh lên. Đi. Trời ơi, nghĩ sao mưa vậy mà không mặc áo mưa, cầm cái dù ướt hết cái quần rồi. Ôi ơi, ai đây? Mr. Minh lần đầu tiên xuất hiện tại một cơn mưa rất là lớn luôn. Ôi, mưa mà giống luôn hả? Giống luôn hướng chị nhìn kìa. Em đi vô đi, trời ơi. Họ đi mà áo mưa chị có mưa rồi trong mặt hả? Không sao đâu, anh cứ để lọc cho cậu đi. Đúng rồi. Trời ơi, mưa tạt quá, tạt quá. Gió ngã gì anh ơi? Dòng rất là lớn luôn. Trời ơi, gió. Chết cha chứ bão tới luôn rồi. Đứng che dù anh ơi, đứng che bớt dù đi. Mình đứng mình che trước cái dù nè, đỡ cái gió. Sao tự nhiên dòng gió dữ vậy ta?
cái vụ của anh bị gãy rồi kìa. Được không? Hạ xuống miếng đó anh ơi. Ok đó, được á. Rồi. Mưa bữa nay lớn khủng khiếp luôn. Đó, như các cô chú các chị thấy ha, một trận mưa phải nói rất là lớn nha. Ai đây, ai đây? Ai đó, ai đó? 15 mét Bình Dương. Cái điện thoại 15 mét bị mấy cái cọn đèn chống bão nó tắt hết trơn luôn rồi. Đèn chống bão tắt rồi anh ơi. Đèn chống bão tắt hết luôn rồi. Ngày mà mình có mà mình xem mình like trực tiếp á, bà con xem á hay lắm á. Ở trong đây là được nè. Ờ, trong đây là ok nè, quý chị ơi. Chắc hai anh em mình đi lấy cái ghế là đây ngồi á. Camera bị ố rồi. Camera em cũng bị ố mà. Rồi camera cái quý chị. Mưa tạt quá. Cái ướt đây nè, ướt. Ướt là không được, phải khô mới được. Cái khô luôn á, cái khô đậm đó luôn á. Đó, cái hộp nước rồi. Cái khăn không, cái khăn anh nè, lau. Có không anh? Đó. Lau giùm em cái được không? Đây, đây. Ôi chết, tôi ngã cái bình nước rồi. Sao chỉ ngay nè nè, chết chưa chưa đổi camera luôn rồi. Đây khoan, đổ bình nước rồi, chờ chút xíu nè, cầm 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 luôn nè, cầm trùn luôn nó giải ọ rồi, quá gió rồi, quá gió mà cũng quá mưa luôn, mưa lớn quá. Không đứng ra ngoài được không ta? Bây giờ là 16:30-34 phút. Mình che gì là anh em mình là che gì là nó không có nhiễu vô mẫu chú á. Để em đốt nhang cho cậu luôn, nhang cậu sắp hết rồi. Đốt đốt đi, cây nhang đi. Còn học mẹt lên. Ba cây đi. Không, để cho anh lấy đốt đi. Cầm dầu gì không lắm á. Để em lấy nhang cho anh nha. Rồi đốt luôn á, luôn ơi. Nhang 24 giờ như cũng bị tắt rồi phải. Anh đốt là cây nhang 24 giờ anh. Gió thổi quá bị tắt luôn rồi. Rồi, ướt cũng quẹt luôn rồi. Quẹt luôn rồi, không cháy luôn rồi. Rồi giờ sao? Chết cha, không còn cây nhang nữa hết. Đèn tắt hết luôn hả? Đây nè, lấy một cây cây nhang nè, anh mồi. Mồi. Mồi nhang á, mồi nhang á. Mồi nhang đi, mồi nhang đi. Rồi đúng rồi, anh mồi nào cháy là ngay lắm á. Cố lên anh. Cố lên. Cố lên nhậu ơi. Không có gì chị ơi, nhậu là chờ mưa gió gì cũng là quán quýt bên mậu cậu hết. Đó. Anh là hai anh em mình bận cẩm là anh đang ôm cái bi mộ. Che cái dù vô. Nó chờ ông này sao mà che sao. Thôi bây giờ để em vô em lấy hộp quẹt đi chứ mọi gì chắc tới ngày mai mới cháy quá. Ơi thẳng đó lấy cái nhang tháo tắt số của cậu đi. Cái nhang bự hả? Nhang tháo tắt á, nhang bự đốt gì nói.
em sợ nó cũng bị uống rồi đó, nãy trong không đó, trên rồi. Đấy, mình đi mình che vậy là không có nhiễu vô mà uống nè. Đúng rồi, đúng không nè, anh em mình che vậy là cái nhà sắp bắt đạt vô uống vậy. Anh em hãy lấy ghế ra đây ngồi luôn quá. Rồi đếm đi lấy cái ghế luôn. Cho anh mượn cái hộp quẹt đi bà xã ơi. Ở đây sao hành biển rồi. Cho anh mượn cái hộp quẹt đi. Trời ơi, ở đây hành cái biển luôn rồi. Có chưa? Học quẹt ngoài bị ướt hết trơn rồi. Trong trong có học quẹt không anh? Trong trong Phương ngủ à, có học quẹt không? Không có học quẹt hả em? Chết cha, chứ giờ không còn có học quẹt nữa hết. Hình như ở ngoài kia có một vị khán giả. Học quẹt đổng bị mất rồi. Vô đây anh ơi, vô đây. Vô đây là nó mới nghe, không nghe anh ơi. Sao anh? Tiếng đó hả? Không yêu không? Không yêu không chạy vô trên chỗ nhà chờ đó, ông lúc chỗ rồi, ông thở rồi. Trời mưa. Vô cái nhà chờ đó, đằng đó đó anh. Chờ đằng đó đó, anh thấy nhìn thấy sau lưng em á. Không cái nhà chờ nó xây á. Rồi được không anh? Coi chừng ướt mông. Rồi thắp hương đi anh, thắp hương đi, mỗi người 3 cây đi. Trời mưa vậy mà cũng có người kiếm anh Tiến nữa ha. Ủa anh kiếm anh Tiến mà anh gì anh? Anh kiếm anh Tiến mà anh gì? Sao? Đó. À vậy hả? À vậy gì? À, người ta gửi lên đồ chặn. Là em tưởng đòi nợ chứ. Thắp hương hết luôn giùm luôn đi anh. Đúng rồi đó. Đốt ba cây đi. Ngừng cây. Bây giờ anh thắp ra hết cho mấy ngôi mộ gần đây luôn anh ơi. Thắp mấy ngôi mộ giấy cho tôm đủ đàng hoàng nha. Đúng rồi. Đại lại chưa kính nha chứ con ướt á. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2023. Cái nhà 24 giờ anh đốt vào luôn đi. Ba anh em con, anh Ngọc, Di Minh Vlog và Lâm Ếch để thắp ba nén hương. Cầu mong cho chú được giảng thân về miền Cực Lạc. Rồi cũng chương trình với các vị các ngài. Thổ thần, thổ địa, thổ mộ, thổ đất đai dân dạch, thần hoàng, quân cảnh, thông thần, pháp, nguyên trang, quân dương, dương. Tới rồi, tới rồi, nãy ông chịu mặc áo mưa đâu, giờ mặc áo mưa rồi kìa anh. Bà xã em có thuốc không, có thuốc không cho ông đi thuốc đi, có thuốc không bà xã, lấy bà đi hút kép thuốc rồi em để một xe. Bà xã em có mà có đúng không? Lấy đang không? Đang vén áo lấy thuốc. Nhưng mình ở đây còn ấm hơn ở trong trại á. Bởi vậy em kêu ra đây đúng rồi, đúng rồi, che được cho mẫu của chú luôn. Thấy chưa, thấy hiệu quả không? Ở trong trại hiện tại bây giờ là mấy anh em mình nước là... lũ lụt chấm luôn nè, nước lụt chấm bữa gây luôn hả? Ủa cái chuyện này là ai đây mà sao cái ấy chị về sao đây? Đốt luôn nha anh. Điếu bụng bự. Cảm được không? Đốt lần ba điếu luôn. Điếu bụng bự. Sớm, hồi sớm chị quay cái bụng của em, giờ quay bụng lại. Cái bụng bự vậy?
anh cắm thôi. Em cắm đi. Hai anh em mình ngưỡng tay. Đưa đây cho em, đưa đây rồi. Rồi, ba điếu luôn, ba điếu luôn anh. Ba điếu luôn. Không biết trái nổi không này. Mình hủ anh tả luôn. Ở chứ giữa là chú Cô Linh. Đúng là mình che vậy là không có gió đó. Mình rớt. Đó, chớp rồi kìa. Chớp rồi kìa. Né đi. Né chớp đi hả? Chị vô lấy ghế, chị ra chị ngồi chị. Chị ra lấy ghế, chị ngồi với tụi em nè. Có mấy ông thằng ở đây không đỡ cho rồi. Ông nói mấy này tội nghiệp quá, nó mà hết à, vì yêu cái gì anh? Ở đây che chở cho ổng. Rồi cũng đội cho nó. Thôi chú nghỉ chơi con ơi. Chú đi giấu nồi ha. À vì YouTube trẻ của chị giấu nồi không có chỉ gì mình. Chỉ gì vậy anh? Giấu gì vậy? Chỉ gì mình làm thumbnail. Giấu ha, giấu nghề ha. Chỉnh hình. Chỉ gì mình không giới thiệu cái kênh nha. Ủa Hiện Tiên hả? Hiện Tiên ở bên đây hả? Ơi. Nó mất. Hả? Đừng quay tới luôn đổ. À đổ đúng không? Đừng nó mất. Đốt lại hết mấy cái đèn luôn nha anh. Đốt đèn hết. Mình sẽ hồi sinh lại cho cậu mới được. Mình bắt tài nào? Gió hỏi mà ngã luôn hả? Gió hỏi ghê không? Trời ơi, gió hỏi ngã mình luôn. Đèn anh Ngọc đang hiện tại là bây giờ là hai anh em đang che. Cái phía trước lợi cho cậu chống gió luôn á, chống gió chống mưa luôn nè quý anh chị. Đốt lại bốn cái đèn luôn anh ơi. Anh Ngọc thì đứng dưới giữa là đốt hết hết những cái đèn luôn. Đếm dặn lên lớn lên tí xíu luôn. Anh nào mình thắp lớn lên tí xíu đừng cho nó mà yếu lửa quá nó vô nó tắt đi rồi xong tí xíu á tạm mưa cái mình lấy cái khác hả? Ủa ai đây? Em là ai? Em là Điện Tiên thôi đâu. Ủa, cũng mua. Ai mà chỉ dẫn dữ. Đâu, đi xuống chị ơi. Đèn đã lên. Đèn đã lên là ấm áp rồi. Khói đã lên. À. Bây giờ là cậu đó. Ơi ơi, con gì? Ủa, nhầm, nó trôi. Rác nó trôi, em tưởng con gì nó bò hết hồn. Trời ơi, nước trôi nè. Hả? Anh che mà cho cậu nè. Anh che cho cậu nè. Hả? Đây đứng che được không? Thôi bây giờ không có ấy đâu. Trời giông gió rồi mình phải che cho cậu thôi. Đâu còn khách đâu mà viếng đâu. Đâu còn khách viếng đâu đúng không anh? Chị nào có khách viếng. Anh đứng ngay bằng hào luôn nè. Đó. Mấy nói còn chưa. Ông cũng thương chứ, không lẽ ông thở lần nào sao anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Nói như đúng rồi đúng không? Mình nói ông là đúng rồi. Thì ông chắc trả mà nếu nó đúng rồi. Có mấy nè đây là chú cũng đỡ buồn ha. Chú đi rồi, còn mấy anh em con ở lại. Con không chờ cùng chỉ chờ vậy thôi. Làm sao ngăn được bước đi của chúng. Đúng rồi, hàng hiếm đó nha, hàng hiếm đó nha, hàng đặc biệt đó. Rồi giờ anh ca, giờ tới em ca nè. Giờ hát bài gì đây ta, hát bài gì hợp đi. Em mà ca là khán giả ra hết á. Bây giờ em hát bài nè. Chiều nay mưa trên mồ cầu. Nghe cái nó ngưng ngưng lại đó. Vậy nghe nó sao sao đúng không? Giống tụng thôi chứ không ai hát. Thì hay gì mình mưa trên Phú Quế này, mưa trên mồ cầu. Thành phố nào phải không em? Đây nè anh chăm nó luôn á cho anh Ngọc. Rồi đi tặng mua đó. Tặng mua ha.
Xin thông báo với toàn thể quý khán giả là hiện tại mưa nãy giờ là hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dứt. Mưa nãy giờ là hơn nửa tiếng rồi quý chị ơi. Hơn nửa tiếng mà chưa quay luôn á quý chị. Mưa đến 5 giờ là kết thúc. Có cậu, có anh em ở đây là cậu cũng là thấy mắt vui lắm đó. À, theo dự đoán của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn á thì hiện tại là vẫn còn mưa nha. Chừng nào cái mưa mà nước à. Chừng nào mà hết mưa thì trung tâm dự báo sẽ tiếp tục dự báo. Biển con lá rơi thu hà em ơi. Hát tiếp đi anh. Đường dài mịt mùng em không đỡ hơn mây nước buồn con lửa bên hết đời chìm chung tình không than gì em một. Cây xanh lá xanh xây màu cho anh. Cây tu lá xanh mưa cây xanh lá xanh nữa. Dạ. Cây xanh lá xanh, cây xanh này lá phải xanh chứ sao? Cây tuông lá xanh. Ồ, cây tuông lá xanh hả? Cây xanh thì lá cũng xanh, cây ở trên cạnh thì lá ở đâu? Đó, ông đi tập vàng rồi. Cây tuông lá xanh thì mồ cho anh. Phát hiện người phụ nữ lạ mặt, tướng rất là to con, hiện đang ngồi, mặc cái quần màu vàng, ở lộn màu cam. Tiếp đi anh. Chờ ơ bỏ xe tơ giữa chiến trường thọ tiễn nên gió đông sơ đành chi tay dính diễn bạch thu mà bạn tình chúng ơ xin dịch ngoài công mòn mỏi đỡ chờ tâm gồ cho nên chiều xuống lần nhãn ba về cuốn nẻo chờ xa đá bàn cơ rụng những mưa phải chăng xây hồ nắng hồ cho ta 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 la ta la ta la các câu chung thủy lòng ta nghẹn ngào trời ơi ta muốn kêu lên bà đi bạch thu hà bạch thu hà bạch thu hà ơi tim ta nhìn trong nhiệt thời máu từng hoàng như chảy khắp châu tân. Cậu về rồi chị ơi, cậu về. Cậu về. Rồi ổng nghe ổng trọng quá, ổng cầm luôn rồi kìa. Không biết ca nãy giờ có đúng tợ không đó. Vợ Đông Sơ ơi, anh Hải có chừng cái điện thoại nó bị ngà. Đây, quý chú chị ơi. Anh ơi, không biết mưa dày mấy con ong á nó ở trong đó có bị gió thổi không ha? Con ong nó dễ gì? Nó vẫn chắc là đang đắp đất ở trong đúng không? Nó đang xây ở trong cái tổ này đồng ý với chị. Ở trong đây có một cái tổ ong nha. Thì số khán giả nói là ong mà xây tổ ở trong cái ly hương đồng là sẽ tốt lắm quý vị. Đó, cho nên là nói với anh em mình có rồi đuổi nó ra. Mấy anh em mình vẫn để đây, không có đuổi nó ra nữa quý vị. Mà anh Minh thấy cái điều đặc biệt không? Nãy giờ anh em mình ngồi đây là đèn không tắt nổi luôn á nha. Đúng rồi, nhưng mà có mấy anh em mình giống cười quá. Mình ở đây là gì mà là gió thổi cỡ nào cũng không có thổi vô được nha. Đó. Nãy mà mấy anh em mình đi chỗ khác đó quý vị thì gió làm đèn bầu chúa luôn. Đó. Thì mấy anh em mình cố gắng ở đây để là giữ lại những cái cảnh này là mưa gió bão bùng. Cố gắng để cho buổi chiều này tới đâu thì tính tới đó. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn nha. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.